Hải Chi á, thầy dán miếng băng keo bên tay á, nhìn nó mới đói xứng. Chứ dán một bên em nhìn em khó chịu quá. Đau nha. Nè, thầy làm gì vậy? Rồi xong à, dạ à, cô Hiền. Dạ. Không còn dạy chung trường với cô nữa, tôi tiếc lắm. Sao vậy thầy? Trên đời này tôi chưa thấy cô gái nào đối xứng hoàn hảo như là cô vậy đó. Tiếc là cô đã có người yêu rồi. Con nhỏ đó nghĩ cái gì vậy ta? Ai nói với thầy là em nghỉ học luôn vậy? Có người nói với em á là chưa nộp đơn nghỉ học của em mà. Thầy làm em tin quá trời luôn, mới về đây á là em thất vọng ghê. Con bé này. Minh hả? Dung ơi, mày về hồi nào vậy? Mình mới về nè. Dung ơi, đón xem tập 184 Gia đình là số 1, phát sóng vào lúc 19:50 ngày 5 tháng 12 năm 2017 trên kênh HTV7.